đấy người phải hẳn chụp bàn kính chụp riêng này hả bàn kính chụp riêng này bàn kính chụp riêng sao bàn kính chụp riêng này làm sao không gì đâu đéo được thì sẽ hút đơn nó bị bỏng đơn nó bị đây cả là nguyên đây vẫn cũng ở đây tao để nó tự sắp xếp sắp xếp đó thế này. Ô, tôi quen được này rồi. Để cho một cục ăn. Không, không ăn hồ. À, không, tôi để này, tôi quen. Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục live. Để như thế này. Sự chú ý của ta lơ vào phòng. Phải vào ánh mắt của nàng rồi. Em Nam nhỉ em? Không phải rồi. Rồi bùng lên như một ánh lửa vàng. Mình hình đã hết mất 100 giây. Con này hồi lâu quá. Thế nào ạ? Mình muốn hồi nhanh anh người. Phật buồn. Không được thật rồi anh ra nó giờ nó ao ra cũng không được rồi em thoát đi rút ra cả lại bạn không sớm họp à? Đợi tôi tí, tôi xuống. Xong là chụp ở trong nhà vệ sinh, mình phải đéo tham gia. Ôi, không được rồi. Đâu, nó bị chuyển thao với Process C nữa. Hả? Ừ, không, đây này. Còn lỗi gì chứ sếp, còn lỗi gì? Sao không lên like nhỉ? Do I read you on this item. Bị kẹt thôi, bị kẹt thôi. Bị kẹt thôi. Giờ nó bị kẹt thôi. Em vào sếp ở đây. Tớ sếp ở đây đi. Sếp ở đây. Đọc cái lịch sử mua hàng ở trong sếp ở đây á. Chắc có con nào đi tắt không? Cục chat đấy. Anh ra này. Anh không? Đây, không. Hả? Hả? Tại vì văn để nó bật like ở những cái chỗ này nó xanh ấy nhưng mà nó không lên like. Thì cứ stop đi, start lại. Ấn mấy lần? Reset cây đi, có cái cây lại vào con đấy, anh đi suốt đi. Một, hai, ba.
3, 4, 5. Đúng 100 luôn. Ok ạ. Tại cái xếp bảo ăn thôi. Em không up lên đi, em vượt anh giờ đấy. Còn đâu cũng 35 ấy. Này, khóc lắm, chiều sáng khóc lắm. Làm được chưa? Nó khóc nhiều vào đi. Biết em là ai. Còn chưa lên nồi long cá đây này. Anh Giang ơi, anh Giang à. Ui, phải bọn nó lên long cá hết rồi. Anh nói ít hơn này. Anh ít hơn em là đúng rồi. Anh muốn nhiều hơn em á. Anh làm xong mà còn được muốn rồi là nhiều. Ui điên. Thằng nào quảng cáo. Nè. Quảng cáo một tiền này. Nhìn hấp dẫn không biết. Đang gì nè. Được, em đi đầu cũng được. Đây, nó euro thôi, bắn phát này thì nó được. Được, em đi bằng đầu, xuống hết cái cầu ra rồi. Còn,
Mày, mày đi đâu đi? Còn lâu đi quá. Mày đi đâu đi? Mẹ em này. Đó bắt thứ hai đấy được. Đó bây giờ. Đợi chứ. Dần dần môi trường tạo nên tính cách con người thôi. Nào biết là ngày hôm nay đây. Chỉ có bốn con thẻ đen, tất nhiên cứ dính nó đi. Dính nó khi nào đi nhà lại không? Có 10 con thì nó là câu chuyện khác rồi. Đừng ăn. Ôi, ăn này rồi. Ăn nào? Ăn rồi, ăn rồi. Ăn ngắn. Ăn ngắn là lấy được mà. Ngâm. Không phải ngâm đây này. Ăn dài thì sao? Ăn dài thì cũng ngâm. Ngâm với sờ bạc luôn. Không ăn ngắn sờ bạc được. Anh ăn có con đường cho sờ bạc nóng phía sau tay có lắm. Sờ bạc chỉ được một phát độ yêu ấy. Đây. Bạn thấy chưa? Bạn thấy ban đầu xịt rồi, phát hai, ăn được. Thì bắt đầu nó chưa cho bắn, phát thứ hai bắt đầu nó cho bắn. Đây, hát thẻ mới bắn năm mà con này được không? Dừng được con này, đi thật luôn. Đi. Thì không tao mình mẹ mình tao vứt mẹ mình xuống tầng chứ tao mình tao mình định chói con mẹ mình vứt xuống tầng nhá. Đây thẻ mới chưa vừa hát xong. Rồi. Thì mày thề à? Thề à? Không được đó mà. Thề à? Lời nói của ai rồi cũng sẽ không có giá trị đâu. Lời nói cũng chỉ là nói lời. Nào nào nào. Phát thứ hai mình được này. Em tự chờ nó đấy thôi. Thề à? Đấy ăn ngắn này. Trừ em lại nữa, em mày đấy. Thế rồi không có cái gì đâu. Nam, thế bảo bắt được bắt được hay không? Không. Thì mẹ mày đi đâu mà nó ra? Được, bảo đi em trồng chuối em hơi đi không đầu. Mẹ mày. Thì mẹ mày nhấc chân nó lên. Thì mẹ mày trồng chuối nó ra. Nhanh mẹ mày phải. Đó là phải làm, trồng chuối bắt lên đây. Cho người đi anh. Bắt đầu chuối bắt lên đây. Không cửa không? Để chạm vào cửa cho mày đặt chân chạm vào cửa mày chụp quế ha. Ừ, chạm đầu lên đất. Ừ, chạm á. Chạy đấy rồi. Điều ấy được. Chạy tiếp. Nên bản vỡ ấy. Có chơi được có chim. Phát 3 này. Phát 2 thì phải đưa phát 3. Không có. Thế mình chơi phát này. Chơi phát này. Đấy ăn ngắn đấy, tôi phải không biết ăn ngắn đấy. Nhưng mà cứ tay 2 phát là được. Phát tệ. Mang lê ở ngoài. Một tạm mang lê đã. 40 đấy. Đấy ăn dài luôn. Bao nhiêu rồi? Anh đang gom ở trong kho bao nhiêu rồi? Đâu, vừa áp lên rồi đấy. Thấy cái chuyện đậm nhật. Còn 50 nữa áp đâu. Ôm. Cái này kiểu nó cho lên như thế này kiểu gì nhỉ anh ta? Cho lên cái gì? Cho lên như thế này này. Cái Samsung kéo này. Kéo lên. Kéo tắt đi anh. Kéo tắt lên. Tắt. Đấy. Ấn tắt. Tắt video mà kéo tắt lên cũng được. Em biết anh là ai chưa?
ai cứ đứng thêm vẫn đâm trong thế. Ôi xê, bà bà. Anh đơn dạo đi ở trọ về. Anh không nào chẳng mùa nhà, mày nói thế, mà tiếng. Anh không mùa nhà mà. Mùa tiếng cả nhà. Anh ra hôm nào chẳng ngủ với anh. Đi đi. Đừng ăn nữa. Anh không ở nhà anh ra ngủ lôi lên luôn đấy. Đấy, năm mi lâu lâu được phát thôi. Lâu lâu được phát. Muốn phát ở đây. Tình đâu. Lâu lâu được phát thôi. Không biết muốn phát lại đâu rồi. Lắm sọt đấy. Mình cảm thấy bắn mua thẻ mình hát bắn một phát mình cảm thấy ít thì thôi. Mẹ nhưng mà hơn thì mình bốn phát hai đấy. Cảm ơn. À, em thua rồi bạn à. À đủ hai đủ thua rồi bạn. Thì nữa, bên đầu bên thì nhà mấy con hai đâu. Chưa có, ở trong đấy thì anh nhìn đúng đô đôi của em đưa tận đốt hai đâu. Bốn thằng trộm liền, mẹ này có mấy người mà bốn thằng trộm. Năm năm. Nào, không nhớ. Bảo không bán 2 đô, bán 2 đô nó lên view. Không bán được 5 đô, ê đô. Mày spam 2 đô lên, kéo spam 2 đô lên đấy. Không được, là sáng em. Cứ đi spam 2 đô luôn. Mày được 5 phát. Thì anh Giang làm 1 phát bằng rồi. Đấy. Đời đất công đấy. Ăn ngắn là spam rồi đúng không anh? Ừ. Điểm bàn, bàn chết rồi. Tích đi, tích. Ơ, phát sau nó thành ăn dài luôn. Ăn dài thì dần thì thôi, phát thành khác. Mày đấy, mày ăn mày con đấy bắn người à? Ai đố. Đố rồi,
anh Tuấn Anh bắn kiểu gì Tuấn Mèo hoặc anh bắn trâu bắn gì bắn lúc em không chết hết. Bắn cho con mèo của Tuấn Anh cũng tìm con được suốt. Anh Tuấn Anh toàn xuống xuống hai rồi lội lên 10 cứ bắn đều đều một con mèo của nó bắn nhiều quá rồi nó chết rồi nó bắn người rồi bây giờ kể cả con mèo mới nó không bắn được người bắn một hai hôm rồi nó lại lên một nó khác lên 10 hết. Không đúng ý không phải lên 10 chứ mà nó lông chết đi. Con domain liên kết vào ấy. Đấy, con domain nó lông chết. Anh hiểu không ạ? Bắn được lâu ấy, bắn được dài dài. Mình bắn một lúc được mấy chục là. Ê, đừng tin mèo nhá. Em này em đua đấy, đừng tin đấy. Còn lại để vừa đi 93 rồi đi 97. Lại vừa bát hơn vàng. Kém nó 7 đô nữa đó. Cái kêu con gà thì nó cứ chạy này cả ngày không phải làm gì.
thật sự tôi muốn nói tôi là ai rồi thì thôi. Euro nhỉ, con thẻ này phải bắn được. Nhưng tại sao nó lại Euro? Bên nhau sẽ người 327 350 rồi à, đúng 267 rồi đâu vậy chưa lắm mà còn 40 rồi mà ừ. Còn 40 thôi thì còn 40 là còn 67 rồi ừ. Nhanh thật đấy. Thời xưa mình nghĩ là đi à, thời xưa lúc trước khi đi học đại học ấy, độ đại học của nhà tổ chức làm bữa chia tay ấy. Mà vui vì chúng bạn đấy đã biết đi đại học đại học. Tao với cô không nghĩ đấy. Bây giờ không bạn ấy mà là bên trên trường đại học ra trả lại cái này. Yeah, không phải đâu. Có, vẫn có cơ hội. Có cơ hội có thể lấy được nhưng mà nó xa vời hơi xa xa. 496, ô còn mấy. Một phát hết thôi là lên 5k thôi. Em nào ạ? Rồi cho em 200 là lên 5k. Mai thử lên đấy. Mai lên. Quá tệ. Em thiết. Ê, nó ảo 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 thì đứa này nhìn là phần này lên giờ đấy năm cầu vui không được đâu đối với được bốn phát đấy
Khó thế. Đi khó thế. Bây giờ bán được lại hai cái này là được. Dễ không biết em được tái phát thì kiểu gì cũng được bán được. Hãy cho tôi đi anh số. Hero thì làm sao nhỉ anh ta? Hero ngắm. Ôi kìa. Có năng trộm vào xong đéo vãi vào luôn. Trộm nó đi với người nhỉ nhớ. À không phải nó đi kèm với Nam ạ. Nghiêm lát kìa. Nghiêm lát mình kèm mẹ ngoài đây. Đéo vào đứng đây đấy. Người đến nó kèm mẹ ngoài đây đây. Mà nắp đây. Đây là trộm nó mất rồi. Trộm thì nó nhảy được trên tòa nhà xuống. Thử lại kiểu kia. Chó ấy băng thật sự. Đi đi. Vớ vẩn là đuổi bằng anh Giang luôn đấy chứ. Đùa. Đùa. Đánh mắt. Từng từng từng. Ê, là hai này. Từng từng từng. Ôi, đứa là phát sinh sóng. Đấy, bay hai máy lên son son này. Bà pha đi, xin đi. Ui, ăn sốt sẽ full. Ui, ui, ui. Bằng anh rồi. Ơn mẹ đấy. U, con này mình áp vào đúng được hai con thì một con thẻ đỏ. Anh sẽ áp anh đúng được hai con thẻ đỏ kìa. Nó ngoài ấm thế. Con này ngập nữa. Này. Bốn phát à? Bốn phát. Ấm. Quá tuyệt vời. Tân gửi con thẻ này cho anh Ngân, muốn nút ra anh bay ra được. Không, đưa em về. Em test, gần đây. Rồi sẽ cho vào. Khi nào anh bay được thì anh chỉ lấy đúng một phát cho thì em mà test lại nữa. Thì em chỉ việc áp vào anh bắn thôi. Nhà đi, nhà đi. Ui, 5 phát. Ui. Có thể không được. Vừa bay được âm âm đi. Có thể bay được bắn thẻ tí à. Bây giờ được 1 phát, 2 phát. Nhờ con này chưa lấy hôm nay mà bay được chưa? Chưa. Nghe rồi. 6 phát. Vừa bay rồi. Là ngỡ vừa bị trương ấy chứ. Vừa luôn rồi. 6 phát là vừa rồi. Còn kia mua 2 phát nữa. Thấy không? Chăm mẹ con đấy rồi vừa rồi. Ê là ngâm luôn. Làm gì chưa? 7 phát đi. Trời ơi, được em đi đâu cũng cái này mà... Một lúc phát như nào chuẩn đi. Làm thật đánh. Ô, mày ấn. Bóng lớn rồi. Được thì em đi đâu cũng được. Vội quá. Được. Mình bảo để ngâm mà. Vẫn ngâm được rồi ha. Để ngâm rượu hết. 6 phát à? 6 phát, 2 phát là 80 rồi. 80 đô xem ạ. Thêm 80 đô nữa là 350. Ở đâu? 360. Không, không bằng anh Giang, không bằng anh Giang. Không bằng... Anh cũng 380. 380 đâu ra? Được xem em gầm nhớ. Đang đây bắt chữ không? Đi ở hút mọt. Đâu. Đi xem rồi.
khả năng về đi nhỉ, đối với tự nhiên mày được bao nhiêu rồi? Em được 90 rồi. Kéo bằng cả ngày nào kéo bằng một phát tay một đứt. Chạy không bằng lên 10 đô đi. Anh nói là ổn mà chế nhỉ. Nó đã khoe diệt nông xong là nó bị đít sao nó bị đít tôi thì đít đâu mà đi đây này không có cái bay được luôn vì hiện cái con bay là đầu tiên này nó diệt nông ấy bây giờ bị kẹt rồi con này vẫn thua rồi mà bây giờ ấn mẹ đi được bao nhiêu hả bao nhiêu 10 đô chứ không được rồi kẹt luôn đỡ luôn này Thấy chưa? Giết Inom cày luôn. Cày thế nhỉ? Đây này. Đâu? Yellow. Ô. Mẹ, nào mà quay là cái đéo đi nhất. Anh payment này anh có để không? Nó lên payment dòng ngắn này này. Đấy. Nấy nó error giờ nó lên payment rồi. Cái internet. Thực ra là con này phải được 2 đô luôn. Nên nó kẹt luôn. Mà nó rút vô rồi. Xin lâu thế mình muốn vỡ bóng đáy rồi. Cho hai đi đâu rồi? Hả? Đi đâu rồi? Vừa chia chỗ Hà. Chỗ Hà vừa chia bắn bạch 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 bảo anh em áp vào bắn luôn. Đang ở bên đây. Không có anh em bên đây là áp vào bắn luôn. Vừa xong anh? Thấy là bắn hạt bắn. Chưa, chưa vừa tắt.
tán bằng ngày mà không được. Bây giờ tán không có muốn đâu. Bây giờ tán không có muốn đâu. Trước đó vào làm cùng bố mẹ ở trong miền Nam ấy. Bố nó là bảo vệ ở cạnh chỗ trọ em. Xong bác của nó lại trọ cùng chỗ trọ em. Thế là hay ra chơi. Thế là em mới quen. À, người miền Nam hả? Không, người ở quê em mà. Em vào trong đấy? Bố mẹ nó kiểu cả bố cả mẹ vào trong đấy làm ấy. Làm công ty ấy. Xong đợt đấy nó học 12 xong thì nó cũng vào. Em học 12 xong cũng vào. Nó đi làm công ty, còn em đi làm. Cũng đi làm công ty nhưng mà đi làm ngoài. Vậy lúc đầu em còn tưởng nó đi học thôi. Sang cảnh lắm, ban ngày. Nếu mà em không ở đấy thì nghĩ nó đi học vào được trong đấy học. Thấy đăng ảnh Facebook các kiểu toàn sang chảnh các kiểu. Vừa sáng thì mặc áo công nhân đi làm. Tối về lên máy các kiểu đi cà phê. Tán chảnh. Hồi trước nhắn tin con này nhớ. Không được. À, lên 92 đây. 172 lên 92 đây. Trong tâm nhỉ. Thế hồi trước nhắn tin với con này xong nó có đọc mẹ em khốn nạn mình ra. Chuyện đó chó thì còn lợi mẹ nhớ đấy. Nhưng mà được cái nó cũng ok. Đây phải bài được đấy. Đừng có lâu đấy. Vẫn còn đấy. Còn đi nó vẫn có lâu đấy. Nếu mà nó không có lâu thì bay được thôi thì anh nghĩ là nó bay được. Hết rồi.
Cô Lợn thì vẫn nhớ hôm Tết em vào có cái thằng bạn em ấy học cùng lớp đứa này đợt nội chú, thế là bọn nó đang học lớp nhà cũng chưa đấy á, không nhà nó ở ấy, xong thế là bọn nó đang học lớp, thế thằng bạn em gọi em lên thì em cũng đang tê tê rượu thì vào, cũng vào thì đứa này cũng phê rượu, xong thằng ấy cầm mic lên giới thiệu vào đây là thằng bạn tao vào đây chơi, thì mình thấy nhôn nhôn cơ, tự dưng đứa này loi nhoi ở đâu say rượu cứ ngờ gà trong tự nhiên nhảy lên ôm vác vai ôm kiểu này đây. Ôm dí mặt vào mình. Ê, đúng rồi. Ừ. Kiểu luôn. Đủ thế. Chẳng lẽ lúc đấy lại Tòi nó kinh. Nhưng mà nhìn ảnh khác thế, nhìn ngoài đời nhìn nó phải tụt xuống 30-40% hơn nữa. Nghĩa là giảm 60-40% à? Ừ. Lùn. Trời ơi. Ừ, đằng sau Vincom có cóc á. Có.
quán của thằng Hữu. Đằng này em không biết nhỉ. Cái đường số nhà là Đức. Ở dưới Bắc Giang xuống nhỉ. Đúng. À đợt đấy mà chưa lên, mà chưa nào đi. Lên rồi. Hả? Lên rồi, không được xuống em ở bên kia. Còn chưa sang đây ấy, còn chưa sang đây ấy. Ở dưới Bắc Giang Trung bốn. Avatar vừa rồi. Avatar vừa rồi. Bạn làm đấy đây. Học đại học y chọn ở đấy bảo phòng ở đấy bây giờ có thêm quán bar nó ổn 1.2 triệu. Ừ! Bay được xuống lạnh mà lại thêm tiền dâu thì mẹ em nhớ thế nhỉ. Đây nhìn này, trong phim này có nhá. Đây nè, thấy chưa, này mới lỗi cái chút này, thấy không? Anh cứ bắn được là bắn luôn rồi. Hả? À. Con số 2 này, cút thôi. Anh biết tại sao lại bị bật đông? Sao? Nó bị bật xuống mà lại hiện bật như cái bình thường kia. Bay là bị bật. Bấm luôn là Aero. Này nó đã bị rồi. Aero có bấm lên được. Ừ. Dạ. Bấm nhưng mà một hát nữa. Hay thế. Ừ, phát thứ 3 mới được. Anh gặp được mà. Có nghĩa là con thẻ đấy bay được, với lại trong cái ác đấy nó cũng bay được. Nhưng mà con ác đấy nó không cho bay, nó chưa cho bay. Nó đang bị lỗi, nó không cho bay, nó đang bị lỗi rồi. Sang xe phone nhiều dòng đi. Cày thế. Không, nó hiện lên một dòng nó vẫn còn bay được đấy. Sao còn khác. Chẳng nó bây giờ nó hiện ở đâu hẳn rồi. Vậy thế, cày thế con này. Không đổi, không đổi, không đổi, không. Anh mà này kia kia anh sang lấy tận bên mẹ phía bắc thì mà đừng có dùng đâu mấy đâu. Có dùng, không đổi, không đổi. Tìm đổi bên khác. Để không. Không, anh vẫn còn dùng, thì ra dùng đây mà không dùng. Áo à? Chỉ lại game vẫn không đổi. Không. Biết bao nhiêu người bảo anh đổi thì anh không nhất tay không đổi đâu. Tại sao lại đổi? Sao lại đổi?
thì kia tìm cái màn nó phải có cả trên HD và DVD-A nữa. Thế cái bao nhiêu đứa này không đổi lên lên thì không đổi. Có bọn nó cây hối mà nó không cắm được DVD-A. Sao không cắm được? Có đâu mà cắm. Màn cái đầy chẳng lẽ không có quan hệ vừa. Bọn nó cây mới hết. Cây mới chỉ cắm được HDMI thôi. Cây mới chỉ cắm được HDMI. Là cái HDMI này hả? Thì đây là cái mới là cái gì? Thì đang cắm cái đêm ấy đấy. Cùng với ông muốn cái mạng cả ấy cơ. Mạng cả gì? Cắm ra dùng hai cây một mà. Ừ, muốn cả cây ra cả đêm ấy. Ừ, mấy cái mạng cũng như có. Đầy không thiếu, không thiếu. Không nổi, không nổi. Không chắc chắn không nổi, yên tâm. Tính thật đi. Đi lên ngó lại đổi mạng anh chết dở hơn. Bao nhiêu người đòi lấy anh cũng cho rồi. 909. Có bao nhiêu dây chuyển liền đây, nó mua mấy cái dây chuyển liền. Ở đâu? Thì bạn đưa cho cụ mua mấy cái dây chuyển liền. Muốn bia đang không có một cái HDMI đúng không? Hôm nọ anh vừa mua cái đầu VGA tu HDMI xong. Ở đâu? Hôm nọ đưa cho cụ xong. Hai cái liền thì phải đổi lên lại một cái dây khác. Mẹ Linh ngó à đây rồi. Đây rồi mẹ mặt. Còn lâu thì mình đổi cho. Chị bảo chơi gì mà. Làm thế không được. Làm nói chơi làm gì. Nói chơi gì kiếm gì. Nói chơi không được à. Nhưng hôm nay anh mua cho cụ hai cái rồi. Không biết cụ biết ở đâu rồi. Hai cái đùi liền, hai cái đất chuyển liền. Một cái là đất chuyển, một cái là dây thẳng. Trời ơi, thầy có tí tí, thằng này bay được có 4-5 con thì lại không có nhiều mắt. Trăng à, trăng. Trời ơi. Chắc có mua cái nhà G-Shop khác không? Đây này, mấy cái bên này được mà. Tiền nào mình mua, giúp đỡ đi anh đứng. 200 nghìn không biết gì thấy mẹ. Ôi giời. Cái mà cháy hết. Ui đây này, cái hôm trước anh bảo đây. Không phải đây. Mua đi xong mua đi nhập dùng được này. Đi chỗ bạn chơi. Mua nhập dùng khoảng 2-3 tiếng thôi. Ui, quả này đúng 2.4. Bao nhiêu? 2.4 á. 2.4, nhưng có khi trắng thì mua được. Ừ. Anh nhìn mặt mình đeo kính mặt áo. Mình đã đeo đâu mà mình biết rồi. Đây đúng không? À đâu, cái hôm trước anh ra. Trời đất. Đấy. Ok trái nha. Đúng không? Kiểu như này đúng không? Bây giờ kiểu này đúng rồi con. Anh đã bảo lấy cái này. Ờ, để đi shop đây, nó kiểu như này. 308. Bao nhiêu? 308. Tiền đúng rồi. Em làm gì cũng phải làm gì. Sẩy bằng phát được luôn. Đi sẩy cái luôn. Sẩy người luôn. Cháu này. Sẩy sẩy. Vì sẩy. Ơ sao lại 299? Được mỗi phát. Lại gặp tiếp. Nó ra lỗi gì? Để rồi. Bay tiếp 2 phát nữa, 3 phát nữa anh.
ba pha nữa. Ô là nặng người lắm, để nhấm người bước đến nào. Đây một phát này, ba pha rồi, phát được ba pha nữa không sao hết, tí ngâm lại được. Tại phát được sơ tăng được sơ tăng chứ gì được thì chẳng chẳng bơm bắn tiếp thì làm cái gì thì bây giờ phải ngâm. Ngâm đúng khác ngâm một trăm rồi. Siêu nhảy thẳng một tí là 15% rồi. Chạy rồi. Mấy cái hiệp này không có hiệp ở trên cuốn cuốn. Cuốn. Cả những con gà quá cuốn. Cuốn cả rồi. Chạy đi chạy lại đi. Chả biết đâu chơi được nữa. Kém. Game đoàn tàu này được mua chặn trưởng các thứ này free, cảnh sát các thứ bảo vệ. À không phải đoàn tàu, cái bảo tàng ấy anh ra có công an này nó mất tiền không free mà em vẫn free, nó chỉ được một tí thôi. Nên chị nhung đi bắt. Ê, bắt thực hiện đúng là người nó ok bắn không. Mẹ nó đứng nó còn nhìn một lúc thôi mà còn được một tí thôi. Ui nhiều chỗ phải trưởng nhiều hơn dân luôn. 5 thằng tối đa thì 5 thằng. Chị nhung bắn ốc để đi qua không bắn đi đuổi là xa hơn là người bắn làm người bị hai con liền mẹ hát và bắn đi được xong là nó bật như kiểu không nọ ấn giết xong nó bật à? Nó hiện giết đâu nó bật luôn là kẹt luôn không bay nữa. Thế ảnh nhận tại cái bi trên đường đô ba không bị rồi đuổi nó bắn đấy. Có cái thằng chạm trưởng này đứng đi nhìn nhìn đi 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 hay là mình để game máy vậy? Không là cũng coi như là bằng hòa hay hôm nay rồi mai mai rồi kia thì cũng như nhau đúng không? Bắt luôn. Xem cái kinh nghiệm thế giới thế nào đó. Để lâu quá buồn. Buồn thì đéo được. Anh tập ra kênh mới rồi mà. Mình sắp đầy rồi đấy. Ui mẹ quả kia quân tài. Ô nhà này nhà xác đấy là nhà nào cái game kia quân tài mấy cái thằng bác sĩ gì đây là nó thì mẹ này nó phong thuật xong nó vứt xác ra cho mấy thằng kia luôn nhanh thật. Mấy anh kia lên quan tài kia luôn. Nhưng mà bọn này phẫu thuật phát rất chốt luôn. Bác sĩ rồi. Nam. Dạ. Bữa ăn này tin phát này bắn được không? Ok. Hả? Đồng. Mất cái gì? Gần con nào anh chỉ nữa. Đấy bữa ăn con này đấy bữa ăn thế. 109. Tin không? Không tin được. Không tin hả? Mẹ chồng đi quấy thì còn một phút nhá. Ê đau đầu ấy. Không rồi thế nào đấy? Không tiếng trống. Dạ. Không bắt tiếng trống. Không. Giờ kiểu gì khác như chồng. Sợ bật lắm. Này đi đây nhé. Không kiểu. Không luôn. Đấy kiểu kiếm một gà để trong 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 trong. Thế nè. Không kiểu. Sợ luôn nhỉ? Đâm 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 đâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng một thành năm luôn. Tao lên Thank you.
sau là 300 thì còn 299. Không nhớ. Ấy gắn hết đi. Đồ vào đi. Hai đồ. Đây là ok, đồ vào đi. Đấy nha, này cho mình vừa lòng được chưa. Bùm. Ôi, tuần hay quá. Mẹ, đồ này không. Xong rồi bị hai đồ còn đỡ đủ nữa. Xong làm gì. Thank you.
ra cái build này. Ra cái đấy bắn dễ. Năm rồi. Hai nhát dây. Nhơn. Chẳng hai. Thì trăm hai. Một át trăm hai. Lên trăm hai. Đang một trăm. Vượt cố định rồi. Trăm bảy. Trăm bờ. Nhơn. Anh còn trẻ quá ăn luôn. Đâu nghĩ con đến cho anh xem nào. Đi nhiều. Để em bắn bao giờ thôi. Tầm tháng đấy rồi. Bóng lên tới đây rồi. Sao đi? Vâng. Bắn liên tục. Bắn con khác rồi. Thẻ khác rồi anh, có thẻ ở dưới. Ôi, ba con thẻ liền nhau mỗi tiền. Đinh sáu đi. Đinh sáu. Chẳng quái cái xương. Bốn chục nữa là ai biết à? Gây dài ai. Đi xe bắn một tí bằng cả ngày bắn rồi đi. Mày thấy rồi. Phát nữa kéo đi, con kéo đấy là 5 lít. Chuyện đấy là bình thường. Tao đi. Anh rồi. Anh rồi. Anh rồi.
Đi chín rồi. Đi về công thức đây. 20 nữa. Còn 8 nữa kìa. Vâng. Đi chín đi. Wow. Ấy ôi. Bắn bắn lần. Dạ tích quá. Cứ bắn đi thì mẹ mày đang đỏ thì tích dừng à? Ừ, em bảo tích cho cô đi sắp lên. Chứ còn cái này lên ngay. Lên. Rồi, bịp thật. Phải ra rồi. Thứ ba đi rồi. Đấy thì tôi. Đây, này đặt lên 8-6-7. 8-7-6-7 phải không? 8-7-6-7 nói. Hả? Anh đoán đi. Có ai trong đấy, này tìm lấy. Không phải đấy thì ở đâu. Được xuống anh đi thôi, chỉ đến đấy đó. À thẻ khác, mấy con này chỉ nữa sang nhau khác năm sau. Vì nó bắn hết rồi, á thẻ khác bắn tiếp. Sợi ơi. Cảm thấy hiểu quá em, ăn dấu kiểm năng tí. Chưa đến lúc một lúc. Chết rồi, đang chuỗi thẻ áp vào được. Dí một con 26 còn mất. Tìm mấy con nào hát được ấy, tìm con nào bắn, đã từng bắn được mà lâu lâu rồi ấy. Hát nó bắn tiếp. Mất chuỗi rồi. Mày ăn thành công mới thì nó thẻ nó. Mày hiện màn cho xét. Bây giờ thì con đấy của mày, mày đã thành có tiền lắm được. Thẻ nào mà có tiền lâu lâu chưa bán nào ăn được. Em gửi em đứng đến nơi thì cứ. Để anh chạy cho theo. 40 nữa đủ KPI. Cố lên, cố lên, nào mới cố lên. Đấy đi rồi. Xong ngắn. Bắn tiếp. Sửa bám luôn nhé. Em nghĩ sửa bám được luôn, tại nó được phát đầu. Sửa bám được này học theo đấy. Đúng, để đi. Bắn đi bố được luôn. Thế nhỉ? Mình dặn nhiệt tiếp. Để cứ dậy. Sợ gì? Cái gì? Ờ kìa, hero rồi. Bác rồi mèo rồi, tại sợ bác rồi, đặt sắp hết đấy. Đặt đi giờ. Đổi mèo. Cái mèo chăn người ô bên đây. Đấy, Nam ơi. Đúng rồi. Anh bảo nó có lô được một lúc anh biết là
biết là con đấy thể nào vẫn được, nhưng mà mẹ mẹ mãi nó cứ luôn muộn. Đấy, Nam ơi. Đấy à. Ai đấy? Mấy con bên cạnh anh ấn đi. Gì đó, cứ để cái mật khẩu đấy. Nhìn khó chịu. Ôi kìa, lại ấn rồi. Lại ngân. Anh được một phát nhỉ? Nam ơi. Đợi lúc lại được. Còn từ từ với anh. Để đi em đuổi giờ. Giờ anh đang dừng bắn 5 phút rồi em phải chịu. Ok em ạ. Nhờ tao anh chẳng bắn được một phát thôi. Game con gà này cho nó nhiều gà lên cái gì đấy. Em có một con gà đây cơ. Ô, tim. Đây, trái tim kìa. Mở quả trứng, bấm quả trứng. À, mở ra nó thêm một gà. Kìa. Phải tăng level. Tăng level để nó ra trái tim. Đấy. Đúng. Nhặt mỗi trái tim là được một con gà. Thế bây giờ mới xuống được hàng dưới thì cứ để ra nhiều gà thì nó mới ra nhiều trứng đấy. Tắm mới xuống ăn luôn thì lên tăng level kìa, tăng level nhà máy ở đâu tăng không đủ xu rồi không có cái này chạy vào luôn.
chị đi chị đi chị chú vào thì hơi gì ở chúng vào là trà su ấy được 10 đô cao lắm. Giá nó khác lắm. Thẻ đầu giá nó như này luôn. Vào thế luôn. Gom được 100 chưa? Hả? Gom được 100 chưa? 80. Gom đây luôn. Nhà này có tiền. 80 là lên 400 rồi đúng không? Hả? Lên 400 rồi. Anh cái gì? Anh lên 400 rồi. Ờ bạn nhẹ tính. Ờ sao nó cho được xíu rồi? Đúng. Không cho được rồi. Có 9 đồng. Đi 100% rồi. Không. Thôi. Chờ đi. Đợi gái. Từ từ đợi tiền một lúc để tăng level đã. Hình như level này chỉ mắc như thế thôi. Tăng level trên kia kia kìa. Đấy. Đợi nó đủ tiền đã. Nó xuất thăng 378 gold kìa. 300 gold kìa. Còn 294 gold nữa. À. Đợi anh tập bay được 1 phát, đợi bay 4 phát, 5 phát thì chúng anh nhé. 6 phát, người lái anh đừng có phép.
Toàn bay được một phát. Em Nam nhỉ? Anh Giang không tin được. Em bảo anh Giang đừng có phép. Được một phát lại bắt đầu học đòi theo Tuấn Anh, bay 2 với 5 mà lên được 1K cao tư, xong rồi bay được một phát được 400. Ok không? Lúc đầu mình là bị bé đi ạ. Anh từ đây em tần bé ai vào xem điện thoại một dãy 10 với 5. Trên biểu đéo gì đây? Samsung nó chênh nhanh hơn.
bắn 4 phát 5 lô, không được bắn 10 lô. Cho bắn được 4 phát thì nhỉ. Mình có mèo đấy à? Không có mèo khác rồi. Nhưng mà nó cũng đầu một người lô cái lô sở tam luôn luôn. Cũng rất mê rồi, theo xuống 5, bắn được 4 phát. Nam đi. Là bắn được hai. Chờ đấy. Tao bắn được hai đô. Nhưng khả năng anh ăn có đoàn vào, không thấy bắn được hai đô đấy. Sờ ba mấy hai. Dầm luôn. Quan trọng là ví dụ bây giờ tự ăn thẻ nào ăn vào một phát bắn được 2 đô, 4 phát thì cũng được. Nhưng mà nó đéo được đi. Lớn thế ông đội rồi. Hai chục nữa. Vậy, anh được 4 lít rồi. Mua đi rồi. Tìm rồi. Lúc nào thì anh cứ ngồi im chứ, ở đây là bao nhiêu. Không thấy nói gì. Xin nghĩ về nước Mỹ em ạ. Giá đấy hỏi anh Giang với em Nam có bán được không? Thế rồi đi lên. Nào là bận thì mẹ nghĩ nào. Con gà nó có ngôi sao trên đầu rồi, con gà gì ấy? Gà một sao. Đúng một gì nữa. Quả đá thật đấy. Nó đang nhỉ? Không lấy đem đi. Nói nhiều. Đúng không em Nam? Đúng rồi.
lấy đưa anh Đức. Nếu nó có còn ăn không? Có tiền liền biến cường. Chuyện tủ của em ấy. Đi lại 2 đô xong là ăn xong hết. Đi ra đây đúng không? Nam phải không? Em đừng có em bây giờ. Đi ra đây. Bên kia không biết, đúng không gì biết đấy. Đi bên kia. Alo, anh Đức đấy. Thấy có nội cùng em không? Cùng em kia. Lương nội official. Lương thành nội official. Công viên khủng long của em có bị thế này không Nam? Bị to ra không? Vì sao? Đấy. Đấy là do cái có một con khủng long bên trên nó bị to ra. Đấy thằng người nó to ra, đầu to đùng thế. Để lâu quá, để lâu quá, lâu anh lá ra vào lại đi. Không, mấy thằng người nó đầu to đùng thế. Tí nó to bằng cả bản đồ đi được không? Nhìn cái Titan Titan. Em có cái game nào khác không? Em có, em toàn lấy cái game mà anh ra bảo lấy cái game Ticon chứ. Thiếu gì game ấy, nó tin đây chứ. Văn bản nào không chơi game không biết đấy.
bắn nó cứ cho 5 đô rồi. 10 euro. Lên 50. Làm mẫu là phải làm mẫu như em này anh Giang ạ. Đâu. Xem nhá. Anh Hà phải nhìn cái trước. Ăn hai con thôi. Ăn tầm 2 hoặc 3 con thôi. Tất bấu đi. Hả? Ăn đi. Đi ngâm gì lắm anh luôn. Ăn rồi đảo. Ít là phải được 2 con. Ít rồi cũng được con nào. 1 con nè. Hết. Thế rồi. Còn hôm anh đang rồi. Kìa, tức là 80 á. Để cho ngày mai đi tôm kìa. Không phải đến nhiều. Tôi là tên 7 á. Tên này tên 7. Đấu làm gì nhỉ? Đúng rồi, ngày đây. 1, 2, 3. Sáng 2. Sáng 2, chiều 1, chiều 2. 6, 4. Tới 2. Không, cái tự động tắt kia lúc bình thường mình đeo clip vào enable cái thôi. Cho mình kích bản kia nó tự động tắt mà. Thì một đêm được thêm 1 tên nữa. Quá đỉnh. Trường hợp là em cứ đá, con đã đi đá lại được, trả được 100.000 mấy. Đỡ biết được chúng ta. Chắc bắn 2, bắn 2. Bắn 2 cảm giác rồi. Đây cao phải là tắt không lại làm tên nữa. Yeah.
Hello, xin chào các bạn nhé. Sau đây mình sẽ tắt like, hẹn gặp lại các bạn ở những lần live tiếp theo. Chào bạn nhé, chào bạn nhé. Chào các bạn nhé. Anh Thắng up đi. Cứ để cái gì làm gì anh tiếp tục rồi. Đấy, up đi, ngày mai, chuyện ngày mai thì ngày mai tính. Không, bởi vì hôm qua, hôm nay anh ăn thì cũng phát 8-95 mà bây giờ còn chưa được 95. Bốn trăm, thế thôi. Ăn đi chân. Còn thế thôi. Còn mấy không? Đợi anh ra up nữa. Nào thế, xem có bao nhiêu nào không? Không, xem anh thôi. Em chỉ dám bằng anh thôi. Anh 190. Thế áp đi. Em áp hết lên để xong anh áp. Em áp. Đâu, xem có bao nhiêu không? Hết rồi. Hết sạch ra. Thật. Xem. Anh để chờ 70 đúng không? 70 anh 100 đúng không? Anh còn phải thắm tí thôi. Cơ khí. Đấy thấy 40 bao nhiêu người? Người 20. Thắm tư vào đây đây con, tổng thắm tư nè. Quẹt lại. Thôi kìa. Áo đi. Để đâu cái gì? Em cho lên. Chuyện hôm nay chưa để ngày mai. 5 PD bắn, toàn là bắn cũng được 130 rồi. Bao nhiêu rồi? 10 nhá. 391 rồi. 10 rồi. 401. Bằng thằng Quang, nhau hơn thằng Quang đi. Thế thì không muốn ở đây giữ người phải đem 10 đồng cái vẹn lấy lên bố đi đi lên đợi em tí em phải chìm rồi năm em đuổi còn không kịp nội đợi em gọi là đấy à nó tự tắt được ạ này này tự tắt đi mà. Như thế này. Đấy. Ấn như nào đấy? Là cái chân thôi. Đấy là chân này nó chuẩn bị tắt rồi. Đấy. Nó chuẩn bị tắt luôn. Nó chuẩn bị gì? Ít là được, khi mà cái animal kia được. Đâu? Được chuẩn bị để tắt cái này không? Được cho xem. Là được 8 tương rồi. Và sang này chúng ta chỉ còn làm 10 tương. Cũng là cho tương tắt cuối. Đấy. Đây. Cái này nó tự tốt một tool này thôi. Mà cái này lên tích vào nhớ, tích vào gen này là được. Gen sợ chim tham, cái green tham rồi. Đóng sợ chim sau khi hết thời gian. Thế chứ là nó hiện ở đây đóng lên sợ chim sau khi hết thời gian này thì mới được. Ồ oh. Giống một chuyện. Giống mà nó còn không bị ấy. Không bị ever. Đúng chưa? Đỡ có thể ăn đi đấy. Nhưng mà tên là tên là buổi trưa về buổi chiều tối mình thấy em làm bởi vì nó không bật lại đúng chưa à?